Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại Như Sao Tín Tài. Thì hôm nay sẽ quay video và chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về cái sản phẩm nhung hiêu tươi của trang trại. Mọi người nhìn ở trong video đây thì mình đang quay thì là cái cặp nhung. Cặp nhung này cũng đủ ngày cắt cho mọi người nhé. Thường thường trang trại là 45 ngày là trang trại cắt. Thì cái cặp nhung này hôm nay đã được 43 ngày. Tức là còn 2 ngày nữa là trang trại sẽ cắt cặp này. Đấy, thì cặp nhung này khoảng là hơn 1 cân mọi người ạ. Thường thường mỗi một cặp nhung nó sẽ dao động là từ 500g đến 1.300g, tức là gọi là từ 5 lạng đến tầm khoảng 1.3 cân ấy. Thì ở cái video chính ngày hôm nay, trang trại muốn nói đến một cái chủ đề, đấy là những người đại kỵ với nhung hiêu, tức là những ai không nên dùng nhung hiêu. Đấy, thì chúng ta hiểu hơn về sản phẩm, biết để tránh không sử dụng nếu chúng ta đang thuộc trong những cái top người như trang trại sẽ sắp đưa ra sau đây. Thì đầu tiên muốn nói về đến cái nhung hiêu thì mọi người phải hiểu nhung hiêu là gì. Tức là cái nhung hiêu thì mọi người nhìn cái sừng này, cái con hiêu này có sừng. Thì cái sừng đây lúc nó già thì người ta gọi là sừng thôi. Còn cái lúc mà nó đang còn non thì nó gọi là nhung hiêu mọi người nhé. Đây là hiêu giống của trang trại. Hiêu giống thì trang trại cũng cung cấp. Thì mọi người ai có nhu cầu mua nhung hiêu giống của trang trại thì cứ liên hệ với trang trại để trang trại tư vấn. Cả nhung hiêu và hiêu giống thì trang trại là cung cấp toàn quốc mọi người ạ. Thì anh chị, cô chú, bác nào mà có nhu cầu mua nhung hiêu tươi hoặc là mua giống hiêu thì hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này. Trang trại là sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Trang trại là sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Thì cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên là mọi người có thể add Zalo để trang trại tư vấn được kỹ hơn. Đấy, thì đi vào cái chủ đề chính ngày hôm nay thì đầu tiên mọi người hiểu về cái nhung hiêu như thế rồi. Thì chúng ta phải biết được cái tác dụng của nhung hiêu như thế nào. Thì cái nhung hiêu thì nó là dạng sừng non, thì nó có chứa rất nhiều cái thành phần quý hiếm bổ dưỡng. Đấy, và nó rất là tốt cho cái sức khỏe của con người. Nó chứa đến 26 dưỡng chất axit amin. Nó làm tăng cái sức đề kháng của con người lên. Đấy, và theo Tây Y, nhung hiêu giúp tăng cái sức mạnh của cơ bắp, sảng khoái tinh thần và vết thương, giúp vết thương mau lành. Đấy, những cái người nào mà vừa mới ốm dậy chẳng hạn, vừa mới phẫu thuật mổ hay là làm phẫu thuật một cái bộ phận nào trên cơ thể thì sử dụng cái nhung hiêu này nó cũng rất là tốt cho cái việc là làm lành nhanh vết thương. Và cái nhung hiêu nó còn giúp là chúng ta ăn ngon, ngủ tốt, đấy, lợi niệu và tăng cái nhu động dạ dày, ruột, chuyển hóa tốt các chất như protein, glucid. Liều mạnh sẽ, nếu chúng ta sử dụng cái liều mạnh nhung hiêu ấy, nó sẽ làm cho tim có bóp mạnh và đập nhanh, giật cơ và co giật đông huyết. Đấy, thì cái chuyển hóa tốt cái chất này, những cái lượng chất này như protein và glucid thì nó sẽ giảm đi những cái vấn đề như là bệnh về tim mạch và nó sẽ tốt cho về máu mọi người nhé. Thì theo y học cổ truyền Việt Nam thì nhung hiêu tươi nó có vị ngọt, tính ôn mặn vào kinh thận, tâm can và tâm bảo. Nhung nó có tác dụng là sinh tinh, bổ tủy, ích huyết và chữa các chứng hư tổn cho cơ thể, di tinh, liệt dương, vô sinh, bệnh lậu,
giúp khỏe gân xương, tăng tuổi thọ. Từ lâu đời các thầy thuốc đông y Trung Quốc và Nhật đã dùng cái nhung hiêu như một cái vị thuốc bổ giúp thể cơ thể là lâu dài, chống co giật, chữa những bệnh như u biếu, thấp khớp. Nhung hiêu nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị chứng hoạt tinh, phụ nữ kinh nguyệt không đều, tắc tia sữa và tử cung bị lạnh. Bên cạnh đó thì các thành tố trong nhung hiêu sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng, chắc khỏe và cung cấp thêm cái sinh tố để sinh tinh và cải thiện cái chức năng gân xương, dùng cho cơ thể xanh xao và thiếu máu. Trẻ thì kén ăn và chậm lớn. Đấy, người cao tuổi thì có thể giúp là cải thiện sức khỏe và nâng cao sức đề kháng. Đấy, đây là một những cái tác dụng mà những nhà khoa học kể cả bên Đông y và Tây y đã qua những cái cuộc nghiên cứu thực tế đưa ra và đã có những cái bệnh nhân người sử dụng thực tế và được lưu lại bằng sổ sách, thì mọi người có thể tham khảo qua các thầy thuốc bên Đông y và Tây y. Thì những cái tác dụng này thì nó cũng rất là có tiếng rồi, nên là mọi người chỉ cần ra hỏi ở bên Đông y thì các thầy thuốc cũng sẽ là tư vấn rất kỹ cho mọi người. Thì ngoài những cái tác dụng rất tuyệt vời về sức khỏe như vậy, thì nó bên cạnh đấy nó cũng sẽ có những cái hạn chế cho, tức là những cái người mà thuộc những không phải là ai cũng có thể sử dụng được, mà nó chỉ phù hợp với sử dụng đa số người, còn một số ít người là sẽ không nên sử dụng cái nhung hiêu này. Thì những người nào mà không nên sử dụng nhung hiêu thì trang trại sẽ nêu ra sau đây. Đấy, thì tuy nhung hiêu rất là tốt với một số lượng không nên sử dụng rượu nhung hiêu, nhưng mà vẫn có một số đối tượng không nên sử dụng rượu nhung hiêu, ví dụ như là phụ nữ có thai và người tăng huyết áp đang cho con bú và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi là không nên sử dụng mọi người nhé. Và không dùng nhung hiêu trong những cái trường hợp là bệnh cao huyết áp và sơ cứng mạch máu, viêm thận và hẹp van tim, tiêu chảy và máu nóng sinh mụn nhọt ở ngứa, đang bị ngứa. Những cái người gầy trong mình nóng và thiếu máu hay mất máu, viêm phế quản, khạc đờm và sốt, bệnh truyền nhiễm, đang bị bệnh truyền nhiễm và bụng đang bị sôi, đầy bụng, hay là đang đi ngoài, những người là hay bị nóng do âm hư sinh nội tiết, hoặc là người hẹp van tim cũng không nên sử dụng mọi người. Thì đối với sản phẩm nhung hiêu này thì chúng ta phải biết cách chế biến nhung hiêu có tác dụng tốt, thì để cho nó có tác dụng tốt và không bị sinh thêm bệnh. Nếu cái lớp lông nhung hiêu ở bên ngoài mà chúng ta không cạo sạch, không làm sạch, thì khi sử dụng ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong, người dùng vào rất dễ là sẽ gây ra bị viêm ruột, viêm đường tiêu hóa. Và khi ruột bị viêm do lông của nhung hiêu thì cực kỳ khó chữa. Vì vậy nên là mọi người khi sử dụng cái nhung hiêu này, chúng ta bắt buộc phải làm sạch cái lớp lông ở bên ngoài đi, thì để chúng ta sử dụng được yên tâm hơn, an toàn hơn. Để dùng nhung hiêu ngâm rượu có hiệu quả, bồi bổ cho cơ thể, nâng cao cái sức đề kháng, tăng cường cái chức năng sinh lý, thì mọi người chỉ cần uống 1 đến 2 chén vào mỗi một bữa ăn trước khi ngủ. Nhung hiêu rất bổ, nhưng chỉ khi thật cần thiết chúng ta mới sử dụng và ngưng sau từ 2 đến 3 tuần. Vì dùng lâu thì liều cao sẽ giúp cái dưỡng chất nó sẽ hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta là không được hết, thì dẫn ra đến là lãng phí. Vì vậy chúng ta có thể là sử dụng sau 1 tuần này, chúng ta nghỉ 1 tuần
sau bắt đầu chúng ta sử dụng tiếp. Đây cũng là một cái cách để chúng ta làm quen với cái sản phẩm Dung Hiêu này. Thì cái những cái đối tượng nên dùng Dung Hiêu, không nên dùng Dung Hiêu thì trang trại đã nêu rồi. Thì còn những cái đối tượng nào mà nên sử dụng Dung Hiêu thì Dung Hiêu được những nhiều người biết đến và tin tưởng sử dụng như một cái dược liệu quý có thể chữa được bệnh và bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên là để phát huy được hết những cái công dụng tuyệt vời của nó thì chúng ta cần phải biết rõ các công dụng và cách dùng mà trang trại nêu ở đầu video. Đấy, thì Dung Hiêu thì nó cũng rất là tốt cho trẻ nhỏ mọi người nhé. Nhưng mà trẻ nhỏ là phải từ 2 tuổi trở lên chúng ta mới sử dụng được. Đấy. Nếu sử dụng nó đúng cách thì những cái trẻ nhỏ còi xương sậm lớn, biếng ăn, suy nhược cơ thể và nó sẽ giúp cho cái sức đề kháng của trẻ tăng lên rất là tốt về sau này. Có thể sử dụng Dung Hiêu với liều lượng nhỏ từ 0,5 đến 1 gram cho trẻ nhỏ dùng một lần, một tuần chỉ cho các bé dùng từ 1 đến 2 lần. Đấy. Ngoài ra thì có cách sử dụng Dung Hiêu cũng rất là đơn giản, phù hợp cho trẻ nhỏ như là nấu cháo hoặc là chúng ta có thể ngâm mật ong, pha nước cho các bé ăn để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Đối với phụ nữ thì sử dụng Dung Hiêu sẽ mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho chị em phụ nữ, như giúp hạn chế được mệt mỏi, suy nhược cơ thể, tăng cái sức đề kháng, tăng cái sức khỏe dẻo dai cho cơ thể. Dung Hiêu đặc biệt đối với hệ xương khớp và nó rất là tốt cho cái hệ xương khớp, nó đẩy lùi được các quá trình lão hóa của xương. Đấy, bắt đầu từ tuổi 40 trở lên là cái sự lão hóa của xương của mọi người là thường là rất là cần đến bồi bổ thêm. Vì vậy cái sản phẩm Dung Hiêu này sử dụng nếu kịp thời thì cái sức khỏe sau này của mọi người là nó rất là khỏe. Dung Hiêu thì nó sẽ, nếu sử dụng được cho những người cao tuổi, nó sẽ giúp cho những người cao tuổi là bồi bổ sức khỏe và hạn chế các bệnh tật, gia tăng được tuổi thọ. Đặc biệt là những người cao tuổi rất dễ mắc những cái bệnh về xương khớp như loãng xương, viêm khớp. Đấy, thì nên sử dụng cái Dung Hiêu này. Và nó rất là tốt cho những người huyết áp thấp mọi người nhé. Thì cái Dung Hiêu là những cái người mà cao huyết áp thì không nên sử dụng. Nhưng những cái người huyết áp thấp lại là sử dụng cái Dung Hiêu này thì là rất là tốt. Đối với thanh niên, người trưởng thành chúng ta, nếu như mà sức khỏe cảm thấy chưa được ổn thì cái sản phẩm Dung Hiêu này cũng là một cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Mọi người không nên cứ để khi nào mà già bệnh tật chúng ta mới nghĩ đến cái bồi bổ sức khỏe, mà chúng ta hãy nên duy trì và giữ cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình ngay khi chúng ta đang còn thanh niên. Đấy, thanh niên chúng ta cũng thể ngâm rượu, ngâm mật ong, tuần chúng ta sử dụng tầm khoảng 2 đến 3 lần thì cái sức khỏe chúng ta duy trì về lâu về dài rất là tốt. Thì đây là cái video của trang trại là Dung Hiêu Sao Tín Tài, muốn chia sẻ thêm về cái thông tin về sản phẩm, những ai là nên và không nên sử dụng Dung Hiêu. Trang trại đã chia sẻ và nêu rõ trong video. Mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để ủng hộ trang trại, hoặc đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất mà thường xuyên trang trại cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.